cho cá cái bồ về đó. Tôi đang tập tình cũng đang tập. Đang tự tự cảnh về nhà. Đang tự tự cảnh về nhà. Còn anh này anh đang dự định cho con cá ăn cái trứng vịt lộn nào đây? Cuối cùng cũng đã chiến thắng được rồi. Rồi. Mọi người đang ở trong thuyền này. Sóng biển là đang rất đẹp rồi phải không? Đây là những người đang ngồi trên cái mũi tàu. Người đang ngồi trên mũi tàu. Video sau nữa.